Rồi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Dễ thương quá. Trời ơi. Dạ em chào chị. Rồi em trai giới thiệu về mình đi. À, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên kia và chào quý khán giả ngồi tại khán trường. Em tên là Phan Vĩnh Phúc, đến từ Đồng Tháp và sinh sống và làm việc tại Đồng Tháp. Em nay 33 tuổi, em là kỹ sư xây dựng. Rồi, tới phiên mình giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào anh bạn bên kia và chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Trần Hồng Nhung, năm nay em 33 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Bằng tuổi bên kia luôn. Dạ bằng tuổi. Đồng Tháp luôn. Dạ. Bên kia Đồng Tháp luôn đúng không? Rồi hai bên hỏi nhau đi coi có bà con gì không. Ủa em ở huyện nào em? Dạ em ở thành phố Cao Lãnh. Anh ở đâu vậy anh? Anh ở huyện Châu Thành. Dạ. Rồi hai bạn có đi cùng chuyến xe lên đây không? Em đi chuyến xe lúc mấy giờ em gái? Hỏi nhau đi. Dạ anh ơi, anh lên lúc mấy giờ anh? Anh đi chuyến xe lúc 11 giờ trưa. Vậy là em sớm hơn anh rồi đó. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Còn ưu điểm gì nữa không? Dạ. Vậy có khuyết điểm? Khuyết điểm của em là nóng tính, với cái là hay mất ước hay khóc. Trời ơi, thường là cái gì làm em khóc? Giận quá khóc. Giận ai? Ví dụ như là bạn bè chọc cũng khóc. Chọc tức quá không có nói gì được chân, tức quá khóc. Trời ơi thương quá, mỗi lần khóc vậy rồi ai dỗ? Không ai dỗ hết trơn á, tự nó. Rồi bạn trai bên kia. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm của em là em rất là quyết đoán trong công việc cũng như là kiên trì trong công việc. Còn tình cảm của em là một người rất là chân tình và thật lòng. Em cũng rất là người rất là siêng năng, ví dụ như đi làm về những công việc trong gia đình thì em có thể em làm được hết, nấu ăn dọn dẹp nhà cửa thì em đều làm được. Nhiều khi em cũng có cái khiếu ca hát, viết chữ, có người bạn bè rồi cũng khen em là người viết chữ tương đối coi đẹp. Viết chữ đẹp. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Mối tình đầu thì quen cũng gần một năm nhưng mà do tính tình không hợp nên chia tay. Ừ. Mối tình sau thì quen cũng được năm nhưng mà cũng không đến với nhau được thì nên chia tay. Hôm nay cũng được 3 năm rồi. 3 năm nay là ở không vậy đó hả? Dạ cũng có quen một hai người nhưng mà thấy không hợp với mình nữa thôi nên chưa có ai hiện thì tại. Sao ai cũng dạ. Không hợp hết trơn vậy rồi làm sao mới hợp? Nó có người hợp mà nó không đến được chị ơi. Bạn gái em có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Rồi mối tình sau này là em chia tay cách đây một năm. Một năm lý dạ. Do sao chia tay? Dạ tại vì hiểu lầm. Hiểu lầm? Dạ. Hiểu lầm là hiểu lầm sao? Hiểu lầm là lần đó là Tết với em qua nhà nó chơi. Anh đó đi chơi với bạn thân, bỏ em nhà mình. Cái em đó bụng quá, cái em điện em hỏi anh ơi anh về anh có chở em đi ăn không hay là em đi ăn một mình. Cái anh ấy là chờ anh về chở đi ăn. Mà em chờ hoài em đó quá đói. Em tức quá em khóc tại chỗ, xong em bỏ về. Bên gia đình ảnh nói là Tết nhất mà qua bên đó khóc lóc sùm, bộ chùa người ta hay gì. Bà đó rồi. Đó. Xong cái ảnh cũng nghe đài. Rồi có nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra cái chia tay luôn. Bị gì khóc trận nó thôi mất bồ luôn. Dạ. Trời ơi thiệt là đau lòng. Chắc bạn trai đó cũng chưa thương em nhiều. Chứ nếu thương nhiều người ta phải tìm hiểu. Chắc vậy đó. Thôi bỏ qua đi. Thôi bây giờ muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Tìm người bạn trai có công ăn việc làm ổn định. Rồi. Biết thương em, ga lăng chiều bạn gái. Đừng để em đói bụng phải không? Dạ đúng rồi. Rồi. Hơi mỏng chút xíu có cái bụng đó chị. Thích có bụng hay không thích có bụng? Thích có bụng. Hỏi ảnh coi anh có bụng không? Anh có bụng không anh? Không, anh không có bụng. Hơi ốm. Vậy chắc em phải nuôi cho anh mập có bụng. Anh bên đây cũng hơi tròn á. Sao em sao thích người tròn chào em gái? Dạ, tại vì thích có bụng để mình ôm. Thì chạy xe anh chở cái mình ngồi xanh ôm. Trời lạ ta. Có mấy cô gái ở đây không thích đầu hói, không thích bụng bự. Nay cô này thích bụng bự ôm cho nó đã. Hay rồi nha, lạ nha. Cái điểm gì không thích mình thằng trai không nói cho anh Linh nghe anh kiểm tra bên kia rồi. Dạ không thích là không thích hút thuốc, không thích cái tính càm ràm. Ví dụ em mà đi chợ hơi lâu quá đừng có càm ràm. Có hút thuốc không? Thì không anh. Có càm ràm không? Không có luôn anh ơi. Không có luôn, khỏe rồi ha. Dạ. Nhưng nếu anh này hơi gầy gầy chút được không? Dạ được, em nuôi chắc mập lên được. Nhất định phải nuôi bụng bự chút đúng không? Dạ. Bự cứ tôi được rồi nè ha. Rồi em trai ơi, bây giờ mình ví dụ như mình lấy vợ là về có làm dâu không em?
Dạ, về ở gia đình rồi trước mắt sống đó thì thời gian có thể chuyển chuyển hoặc là ở đó luôn cũng được, nhưng mà chị làm dâu thì cũng không có vướng bận gì chơi. Thoải mái ha. Dạ. Làm dâu tốt không? Dạ được. Được ha. Dạ. Yêu nhau là được hết á. Dạ. Bây giờ nè, nếu được thì bao giờ tiến tới hôn nhân được? Dạ em khoảng thời gian ngắn được, 3 tháng, 6 tháng được rồi. Gì 3 tháng lẹ vậy ông? 3 tháng rồi chuẩn bị kịp không? Dạ kịp. Tìm hiểu nhau kỹ chưa, mới 3 tháng rồi. Dạ thì lớn hết rồi thì sớm thì tốt, chứ đợi chờ cũng lâu cũng Rồi chuẩn bị được cái gì rồi nè? Chuẩn bị thiệt nghe coi. Chuẩn bị về tinh thần với kinh phí lo đám kinh cưới. Kinh phí được nhiêu rồi? Mấy chục triệu rồi. Dạ được trăm mấy. Trăm mấy hả? Trăm mấy được chơi đám cưới dư rồi ha. Dưới quê mình gói ghém thôi, mình còn làm vốn làm ăn nữa. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Không thích là một người phụ nữ có cái tính sĩ diện. Ngoài ra lo cho gia đình thương mình là được rồi. Rồi, hai bạn này dễ tính, cùng quê tôi gả luôn. Được, anh gọn lẹ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh ruột của em, với bạn của em. Rồi, cho gặp anh ruột cái đi. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh. Chào anh. Hai em. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Phan Hữu Thanh, là anh ruột của Phúc. Hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Đây là cũng là một cái dịp để hai em được gặp nhau. Thì về bản thân của người anh thì cũng mong muốn hai em có cái cơ hội để tìm hiểu. Nếu hợp thì hai em tính tiếp. Đó là mong muốn của bản thân và cũng là mong muốn của gia đình. Anh nhận xét bạn gái bên này như thế nào? Về bạn gái thì cũng dễ thương. Được cái ưu điểm của hai bạn là gần gũi về địa lý. Đồng hương thì nghĩ về cái điều kiện mà để gặp nhau, hẹn hò, rồi kể cả sau này thì nó cũng sẽ được thuận lợi. Dạ, cảm ơn anh ạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ, mẹ em với cô với chị. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ chào cô ạ. Dạ, cháu trai bên đây cùng khán giả trong trường quay. Nhận xét về Nhung, con gái của tôi thì nó lớn tuổi rồi, nó cũng chững chạc, cũng ngoan hiền, hay giúp đỡ mọi người lắm. Tôi nhận xét về cái em trai bên đây, nói chung là cũng lớn tuổi hết rồi, có công ăn việc làm hết thì cũng tốt, nói chuyện thì cũng chững chạc. Tôi cũng đồng ý cho hai cháu có một cái cơ hội tìm hiểu với nhau và đi đến hôn nhân, nhất trí. Dạ, dạ. Nhất trí. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ, con cảm ơn bác. Bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Mở cửa trái tim. Chào em. Quà gửi tặng em, cảm ơn. Và em cũng có món quà tặng gửi tặng anh, đây là đặc trưng của quê hương Đồng Tháp. Rồi, cảm ơn em. Sen Đồng Tháp ha. Dạ, còn có cái này em tặng chị Cát Tường. À, tặng chị hả? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em tặng cho anh đặc trưng. Cảm ơn em. Đó. Trời, chu đáo quá ha không? Bông sen, hạt sen. Cảm nhận anh như thế nào? Nhìn anh á thì rất là được. Ngoài sức tưởng tượng của em. Anh nãy có nói anh có cái khiếu viết chữ, thấy cũng hơi đẹp. Thì anh tặng em có vài dòng tỏ tình để em đọc cho ở đây cũng như khán giả người ta nghe. Em xin phép đọc. Em ơi, tình yêu là cái thiêng liêng của mỗi con người. Hôm nay anh gặp em ở đây, đó là tạo hóa xeo duyên sắp đặt cho chúng mình. Hạnh phúc là hai từ nghe giản dị, nhưng là thứ quý nhất, thiêng liêng nhất mà ai cũng mong có được. Hôm nay anh gặp em, đó là hạnh phúc mà anh mãi trân trọng, vun đắp, gìn giữ. Nắng gió công trường anh không sợ, anh sợ đường về thiếu bóng em, anh yêu em. Trời ơi, hay quá. Chữ đẹp với sao luôn ha. Chữ rất đẹp nè, thấy chưa? Cất nha. Còn gì nữa không? Làm thơ rồi, không ấy hát luôn đi. Em hát, chờ anh hát, ta tặng em cũng như quý khán giả ở đây một đoạn của bài hát Tình Em Tháp 10. Em đứng em hát luôn hả chị? Rồi, đứng nhìn cô ấy, nắm tay diễn tả với cô ấy kìa. Sông nước quê em sáng lớn chưa rồng, cây lúa trên đồng mát rượi đầy bóng.
thương từng giọt mồ hôi, thương mùa nước nổi, chân không xa rời phù sa núi lớn tình quê mấy đời. Em gái nhà mong ước muốn đôi lần, đang tuổi xuân thì có được tình nhân. Bao giờ mình thành đôi cho đời biến đổi, đang mưa dần cười gọi tên xa để tình em thơm mười. Trời hát ơi. Lại hát lại em, hát lại, đừng nắm tay, đứng nắm tay đi chưa gì rồi về em cái hát lại đi, hát lại tặng đi. Về đi anh Đồng Tháp quê mình, dương dân tình người đã đi xa. Về đi anh, về đi anh. Chúng ta chỗ về đi anh. Em hát một câu vẫn tiểu. Dừng ngay chỗ về đi anh hoài hả? Trời, rồi ngưng, thôi bây giờ trò chuyện với nhau đi nè. Đúng cái chỗ là cái về đi anh, về đi anh hoài. À, thứ bảy chủ nhật em được nghỉ hả? Dạ đúng rồi anh, thứ bảy chủ nhật em nghỉ. Anh làm bên thi công nên thứ bảy anh vẫn làm, chủ nhật anh sắp xếp cuối tuần mình gặp nhau. Dạ. Hỏi em tính như nào anh em tới tiến tới được, nói đi. Thì em khoảng bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Em thì sao anh, em cũng lớn tuổi rồi cho nên mà cũng muốn nhanh chóng đám cưới. À, thì mình cố gắng thì sẽ được thôi. Dạ. Con trai hay con gái gì em thích gì? Thì về con gái thì em thích bao nhiêu đứa con? Em rất thích là nhiều con nhưng mà em là cán bộ công chức nhà nước thì chỉ có hai con hả? Thì hai được rồi, hai thì lo chú đáo thì cũng tốt rồi em. Em thích trai hay con gái? Thì con trai con gái thì em thích sanh con trai hay con gái trước? Em thích con trai nhiều hơn gái. Vậy thì sanh đứa con trai trước đi, rồi nếu được thì sau thì đứa con gái, còn mà không thì hai đứa con trai luôn. Được không? Tính giống như trời tính vậy đó. Cái này còn tùy nữa anh. Làm như muốn đẻ đứa nào đẻ vậy đó. À, mình tỏ tình đi. Mình tỏ tình gì đó thật là lãng mạn. Ở cô gái tự tay bó cái bó hoa đó giống như hoa cưới vậy đó. Bây giờ ví dụ như bạn cầm bó hoa đó, bạn tới bạn tỏ tình, bạn nói sao cho bạn gái. Rồi trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Bó hoa này em tự gói luôn hả? Dạ đúng rồi. Thì tự gói thì chung cũng khéo. Em rất là muốn ngày cưới sẽ cầm bó hoa vậy đó. Thì anh hy vọng cái ngày đó sớm sẽ đến. Rồi. Giống như đây là một lời cầu hôn để anh cầu hôn em, thì mình cho nhau cơ hội để mình thực hiện được điều đó. Giống như là hoa cưới vậy đó. Giống như đó. Chào các bạn. Về chỗ bà bấm nút. Bây giờ là giờ phút quan trọng nhất. Hai bạn hãy nhắm mắt lại, hình dung là cuộc nói chuyện trao đổi từ nãy giờ, xem mình có thật sự là một nửa của nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Ồ. Chúc mừng. Bây giờ xin phép đi rồi cái mình hôn nhau cái ha. Dạ, xin phép bác với cô còn được hôn em. Dạ. Khoan để cô nhìn ra đồng ý chưa cái đã. Đồng ý chưa cô với bác? Đó, đồng ý rồi đó. Hít sâu vô. Đó, hít hết ra luôn. Đây là chiếc vé.
một câu chuyện đó là một bạn sinh năm 99 ở Cần Thơ, tức là em làm việc online ấy, thì khách hàng của em là ở trên các tỉnh đều có, em là toàn bị khách của em toàn tán thôi. Thì là có cái bạn ở Cần Thơ đấy là ấn tượng nhất, bởi vì là thứ nhất là nói cách nói chuyện cũng như là bạn ấy thích trai Bắc này, em thì cũng thích gái Nam ấy các thứ, hai người nói chuyện hợp, nhưng mà do là kiểu như xa nên là gia đình nhà bạn gái không đồng ý nên là bọn em không đối với nhau, và từ đó là em cũng không nói chuyện với các bạn khác, bạn bạn kiểu như các bạn nữ mà trên 2000, mà những cái khách hàng kia thì đa số là các chị ấy toàn tán thôi, bởi vì là các chị ấy toàn lập gia đình rồi mới lại kiểu ly thân ấy. Khoái em hả? Trời, ly thân mà thích trai thân đó đúng không? Tại vì là em làm việc online cũng thoải mái mà em cũng hiểu chuyện các thứ, mấy chị nhiều khi mấy chị tâm sự ấy, em cũng tâm sự với các chị nên là các chị thấy gọi là nghĩ em là một người con trai tuyệt vời khi mà thấu hiểu được cái tâm tư tình cảm của đối phương nên là các chị toàn tán. Ok, bây giờ thích tìm bạn gái như thế nào nè? Em à, em thích tìm một con mèo ạ. Là sao đây? Cụ thể sinh coi. À, sinh năm 99. Sinh năm 99. Có gì nữa? Đó. Thứ hai nữa là dễ thương này. Gọi là cùng ngành cũng được. Nhưng mà nói chung là cứ là con gái được chị ạ. Còn về duyên số thì mình tìm hiểu xem là có đến được với nhau hay không. Thì là mình tiến tới thôi. Rồi, ok. Em ở khu vực miền Bắc hay sao? Em ở khu vực miền Bắc ạ. Nhưng mà em thích bạn gái khu nào? Miền Nam được không? Miền Nam cũng được chị ạ. Ôi trời ơi, vậy tại đâu cũng được. Nhưng mà sau đó thì sao? Hẹn hò được hay không nè? Được. Nói chung là vị trí khoảng cách thì không ngại chị ạ. Quan trọng là chỉ cần có lý do thôi. Ừ. Ok em. Rồi được rồi, nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha. Rồi anh Tuấn có nghe rõ chương trình nói không ạ? Có, chị nghe rõ. Mình giới thiệu về bản thân mình cho chương trình biết anh nhá. Mình tên tuổi là gì này, hiện tại mình đang làm công việc gì, mình đang sinh sống ở đâu. Mời anh. Chào chương trình. Mình là Tuấn. Hiện sinh sống làm việc ở Nha Trang. Công việc của mình là văn phòng thôi. Anh Tuấn là sinh năm bao nhiêu ạ? Mình sinh năm 90 ạ. Mình làm văn phòng, cụ thể là mình làm cho công ty nào anh? Công ty cà phê Nha Trang anh chị. Rồi. Anh Tuấn chia sẻ về bản thân đi ạ, mình có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Điểm mạnh thì mình thì cũng thích thể thao, cũng biết quan tâm chia sẻ, cũng nói chung là mình chia sẻ về chuyện tình cảm của mình đi, mình từng yêu ai là từng kết hôn chưa ạ? Tình cảm thì mình có mối tình trước đây là 3 năm, vừa rồi là không đến được với nhau. Lý do vì sao lại không đến được với nhau thế ạ? Tức là kiểu như cô ấy muốn nói chung là muốn để muốn chiếm toàn bộ cái sự quan tâm và cái kinh tế của mình cho bên nhà mình á, nên mình quyết định là không có cưới nữa, hủy cưới. Rồi thì bây giờ là mình đang muốn tìm một mẫu người như thế nào anh? Thì cũng thì có công việc ổn định là được rồi, lại cũng ngoài cũng hơi có nét dễ nhìn. Chương trình thì ghi hình ở trong Sài Gòn, thì không biết là mình ở Nha Trang thì mình có tiện bay vào để ghi hình được không ạ? Thì nếu mà được thì chắc chắn mình sẽ bay vào thôi. Rồi, thì chương trình hôm nay mới chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Khi mà chương trình tìm được người phù hợp cũng như là mình được chọn vào vòng trong ấy, thì chương trình sẽ liên lạc lại với mình để mà làm nội dung cụ thể hơn anh nhá. Thì dạ. Phỏng vấn của mình chỉ đến đây thôi, cảm ơn anh ạ. Dạ, cảm ơn nhé. Cho chương trình biết về những cái thông tin cơ bản của anh trước, thông tin cá nhân trước như là tên tuổi này, công việc hiện tại của mình này, rồi là dạ. Mình đang sinh sống ở đâu, rồi
của bản thân, yêu nhược điểm. Mời anh ạ. Dạ, em tên Trương Hoàng Phương ạ. Sinh ngày 24/4/1988. Hiện đang ở sinh sống ở Long An, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai chị. Và hiện đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Techcos trên khu công nghiệp Cột Nhân Trạch, Đồng Nai. Công việc của em thì là công việc giao hàng cho công ty đó chị, gọi là bộ phận screen đó. Tính tình của em thì hòa đồng, dễ chịu. Hòa đồng, dễ chịu, vui vẻ. Rồi, mình có ngoài tính tình như vậy ra thì mình có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Dạ, điểm mạnh của em á, thì hay hoạt bát, hay giúp người. Với lại nếu mà gặp cái đối tượng hay là bạn bè đó, thì em rất là nhiệt tình đó chị. Còn điểm yếu thì có nhiều cái sợ, như sợ độ cao hay là sợ bò sát. Sợ bò sát là sợ con gì? Cụ thể là rắn hay là sao? Dạ, đúng rồi, sợ rắn đó chị. Rồi, anh Phương sinh năm 88 là đã từng kết hôn chưa ạ? Mình kể về chuyện tình cảm trong quá khứ của mình đi ạ. Dạ, em thì chưa có kết hôn chị, nhưng mà cũng có quen một hai mối tình rồi chị. Lý do vì sao mà mình không đi tới hôn nhân được với cả những cái mối tình đấy hả anh? Dạ, do bạn nữ đó cảm thấy mình không hợp với chị nên người ta không có tiến tới hôn nhân. Rồi hiện tại là mình đang tìm mẫu người như thế nào ạ? Dạ, em tìm mẫu người cũng như là một bạn nữ nào đó, là nói chung là không cần phải xinh cho lắm, nhưng mà chỉ là cần biết nấu ăn, biết dọn dẹp, chăm sóc gia đình. Vậy là được rồi chị. Rồi, cảm ơn anh Phương đúng không ạ? Dạ đúng rồi chị. Cảm ơn anh, hôm nay là cái buổi phỏng vấn đầu tiên của chương trình thôi. Khi mà chương trình tìm được cho mình cái người phù hợp rồi thì chương trình sẽ liên lạc lại để mà làm nội dung cụ thể hơn với mình anh nhé. Tuổi rồi là công việc hiện tại của mình đang là gì, mình đang sinh sống ở đâu, và giới thiệu một vài nét về bản thân như là yêu nhược điểm của mình anh nhé. Mời anh ạ. Cứ nói thẳng thắn như vậy ạ. Rồi đúng rồi, mời anh ạ. Em là Nguyễn Duy Nguyện, ở Xuân Tỉnh Thanh Hóa. Anh Nguyễn sinh năm bao nhiêu ạ? Vâng, em sinh 1/5/1982. Rồi anh Nguyễn hiện tại là đang làm công
tiên thôi thì